Em gái xin gửi lời chào đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Kính chúc anh trai chị gái mình sức khỏe dồi dào, công việc hanh thông thuận lợi. Và chào mừng anh em chị Bình đến với buổi giới thiệu sản phẩm tiếp theo của bên cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ Hậu Nhung chúng em. Vâng ạ, hôm nay thì một ngày rất là đẹp trời. Đó, em vừa hoàn thiện xong một bộ 12 con giáp. Đó, hàng đặt theo yêu cầu của một anh trai. Đó, và rất là thơm luôn. Bộ này là một trong những dòng gỗ thơm. Đấy. Gỗ Ngọc A mọi người nhá. Đấy, ngay bây giờ em sẽ tiến lại gần hơn cho mọi người ngắm về cái đường nét chi tiết của tác phẩm. Ở đây là một chú lợn này. Đó, đứng cuối cùng của 12 con giáp các bác nhá. Eo làm mộng. Em vừa Nước ơi. Từ đã. Đó, đây mọi người ngắm. Đó, vần gỗ này. Và đây em vừa hoàn thiện mộng xong thì nó hơi bụi các bác nhá. Đây là chó này. Đây là khớp. Đây là chó tuất này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây lên tuyết rồi mọi người nha. Đó lên điểm tuyết rồi này. Đó, một chú tuất rất là đẹp luôn. Hay đây là khỉ này. Hay đây là khỉ này. Đấy là hay là khỉ đây. Đấy, tài lộc này. Hay đây là dê này. Đó. Hay đây là trâu tài lộc này. Đấy, hay đây là rồng này mọi người nhá. Đó, đây là chuột này. Đây là ngựa này, được rất là tinh xảo luôn. Đấy, mèo này. Ngọc am này, gà ngọc am này. Đây là rắn này, đây là hổ này. Một bộ 12 con giáp rồi, anh trai gái cho mình nhá. Ngọc am siêu to luôn. Đó, bộ này giá cực kỳ là êm. Bác nào mà muốn nhận đục theo yêu cầu thì em gái sẽ làm cho mọi người. Đó, rất là đẹp, anh trai gái mình nhá. Đó, nhận đục theo yêu cầu của cho quý đại gia đình mình. Bộ này thì vâng ạ. Bác nào mà quan tâm thì có thể là IP hoặc liên hệ trực tiếp cho em gái nhé. Và xin chào tạm biệt các bác trong các video lần sau. Xin chào tạm biệt các bác.